Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, tính đến thời điểm tháng 6 năm 2013, quỹ bình ổn này còn hơn 55 tỷ đồng. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2013, số dư quỹ bình ổn là hơn 756 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6 năm 2013, tổng số tiền trích quỹ bình ổn giá là hơn 2.231 tỷ đồng, tổng số tiền sử dụng là hơn 2.932 tỷ đồng. Như vậy, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 là hơn 55 tỷ đồng. Trong số các đầu mối nhập khẩu xăng dầu, một số đầu mối hiện vẫn còn dư quỹ như tập đoàn xăng dầu dư hơn 201 tỷ đồng, tổng công ty xăng dầu quân đội dư khoảng 179 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh dư 51 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp âm quỹ như là tổng công ty dầu âm hơn 218 tỷ đồng, công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp âm hơn 30 tỷ đồng công ty cổ phần hóa dầu quân đội âm 11 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập vào một khoản tiền cụ thể nằm trong giá cơ sở của giá xăng dầu, nghĩa là được hình thành từ tiền của người sử dụng xăng dầu, do đó phải công khai, minh bạch quỹ này. Quỹ được hình thành như một van xả để đảm bảo bình ổn giá cả xăng dầu trong nước khi thị trường thế giới biến động. Bộ Tài chính sẽ liên tục cập nhật báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và sẽ công bố công khai vào tháng đầu quý, qua đó công khai minh bạch quỹ.